Toàn tỉnh Quảng Ngãi có 19 cụm công nghiệp và tất cả đều chưa có khu xử lý nước thải tập trung. Không ít doanh nghiệp vì tiết kiệm chi phí đã lén lút xả nước thải chưa qua xử lý hoặc xử lý sơ sài, khiến môi trường bị ô nhiễm, làm ảnh hưởng tới đời sống sản xuất của người dân. Hệ lụy do thiếu khu xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp ở Quảng Ngãi. Nội dung tiêu điểm nóng cùng V8. Thưa quý vị, hiện nay trên cả nước vẫn còn nhiều khu công nghiệp hoạt động mà hoàn toàn chưa triển khai xây dựng hệ thống xử lý nước thải, hoặc là có nhưng không vận hành, hay là vận hành không hiệu quả, hoặc xuống cấp và nguy cơ gây ô nhiễm môi trường rất cao. Thực trạng này đang gây ra rất nhiều hệ lụy. Cụ thể như thế nào? Mời biên tập viên Thanh Huyền tiếp tục với vấn đề này. Cảm ơn chị Thanh Lam. Vâng, thưa quý vị, tính đến năm 2023, trên cả nước còn gần 30 khu công nghiệp và hơn 500 cụm công nghiệp chưa có khu xử lý nước thải tập trung. Bộ Tài nguyên Môi trường đã đề nghị các ủy ban nhân dân tỉnh thành tiếp tục quan tâm chỉ đạo khắc phục, tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát và xử phạt hành chính các cơ sở vi phạm. Riêng tại Quảng Ngãi, cụm công nghiệp làng nghề Tịnh Ấn Tây thuộc xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi, các hộ dân sinh sống tại khu vực này đã nhiều lần phản ánh tình trạng ô nhiễm nguồn nước do các nhà máy, doanh nghiệp tại đây xả thải trực tiếp ra môi trường, không qua xử lý. Mặc dù đã kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền, nhưng tình trạng này vẫn chưa được xử lý triệt đề. Phản ánh của phóng viên Nóng cùng V8. Mặt nước nổi váng dầu, nước đang đục, bốc mùi hôi thối là thực trạng tại con kênh nằm sát khu vực cụm công nghiệp làng nghề Tịnh Ấn Tây thuộc xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi. Theo người dân địa phương, ô nhiễm nguồn nước đã diễn ra từ nhiều năm nay và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của hàng trăm người dân sống trong khu vực này. Hơi có ngà có đêm, ngà cũng hơi, rồi tối cũng hơi. Nước thì nó đen, nó dưa lắm. Nói chung là dưa nó thúi lắm, mình ra đó là thúi chịu nổi. Có trái trơn hết, mà dù có không có nào họ đâu có ăn. Dưa thúi lắm. Này, nó bỏ ra nè. Thúi bây giờ là thúi lên, đứng lên chịu không nổi. Chịu không nổi, mình nông ngửa luôn rồi. Theo chính quyền địa phương, nhiều sự cố môi trường đã từng xảy ra tại cụm công nghiệp làng nghề Tịnh Ấn Tây. Lợi dụng hệ thống kênh chìm phía sau cụm công nghiệp, một số doanh nghiệp lén lút xả chất thải không đảm bảo tiêu chuẩn ra môi trường. Người dân đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền và các ngành chức năng cũng đã có nhiều lần kiểm tra và xử phạt một số doanh nghiệp vi phạm. Nhưng đến nay, tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Nước cái xanh lẹ đó, nó xanh để nó ngọt ngọt, nó không có trang như bà xí, nó đục đục đó, nên nó hôi. Mỗi lần ban đêm nó xóa rồi, nó hôi chịu nổi, nó xóa cái chất thải rồi đó, nó hôi chịu không nổi. Nên nổi đây là chịu không nổi rồi nè. Cử tri cũng đã ý kiến rất là nhiều lần, đặc biệt là nó, là khi mà đến cái mùa hè, mùa mà nước nó còn thành do một cái là cái nguồn nước nó ảnh hưởng tới cái khu các xã phía đông bắc của thành phố Quảng Ngãi đó. Là gây là cháy, khó cháy hàng loạt, gây ô nhiễm nguồn nước của người dân đó, nên là người dân rất là bức xúc trong việc này. Tại khu vực này, vào cuối tháng 12 năm 2023, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử phạt một nhà máy sản xuất mạch nha công nghiệp vì hành vi xả nước thải ra môi trường có chứa chất cyanua vượt trên 21 lần so với quy định. Trước đó, năm 2019, cũng chính đơn vị này đã bắt quả tang khi xả nước thải ra môi trường mà không qua xử lý. Theo luật bảo vệ môi trường, tất cả các cụm công nghiệp đều phải đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung. Tuy nhiên đến nay, các cụm công nghiệp làng nghề của Quảng Ngãi đều chưa có hệ thống này. Điều này đang gây khó khăn cho công tác quản lý của chính quyền địa phương trong việc kiểm soát nước thải ra môi trường của các nhà máy, doanh nghiệp. Đi vào hoạt động từ năm 2005, đến nay, cụm công nghiệp làng nghề tỉnh Ấn Tây có 16 doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, mọi hoạt động xử lý nước thải đều do từng doanh nghiệp tự thực hiện trước khi xả ra môi trường. Nguy cơ ô nhiễm và các sự cố về môi trường có thể xảy ra nếu không được lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ. Trước đây quy hoạch là họ không có chú trọng đến cái việc mà xử lý nguồn nước thể khu sinh hoạt cộng nghiệp nghề. Bây giờ là cái nguồn quy hoạch đất mà để mà làm cái khu xử lý nước thì không có, không có quy hoạch cái này, mà bây giờ là phải tăng cường kiểm tra. Một bất cập hiện nay đó là toàn tỉnh Quảng Ngãi có 19 cụm công nghiệp và tất cả đều chưa có khu xử lý nước thải tập trung. Quy trình từ xử lý nước thải đến xả thải đều do các doanh nghiệp đảm nhận.
không ít doanh nghiệp vì tiết kiệm chi phí đã lén lút xả nước thải chưa qua xử lý hoặc xử lý sơ sài, khiến môi trường bị ô nhiễm, làm ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất của người dân. Không có cái bể xử lý, cái hệ thống xử lý nước mà tập trung mà thì nói chung rất là khó khăn cho từng doanh nghiệp. Có nghĩa là từng doanh nghiệp cũng sẽ là không an tâm về việc cái việc xử lý của mình. Tại vì cái việc xử lý của mình là nói chung nó bằng thủ công và thô sơ. Do đó cũng gọi là ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến cái ô nhiễm môi trường. Các dự án mình thu hút vào đây là những dự án có quy mô cũng nhỏ, cho nên cái lượng nước thải phát sinh thì nó có ít hơn so với cái lượng nước thải mà trong các cái đề án bảo vệ môi trường trước đây địa phương đã xây dựng tính toán. Tỉnh cũng có chỉ đạo cho các sở ngành địa phương phải rà soát lại các cái hạ tầng cụ thể ở địa phương mình và xây dựng kế hoạch lộ trình để tiến hành đầu tư để đáp ứng được cái quy định của luật bảo vệ môi trường. Theo quy định, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, tất cả các cụm công nghiệp đều phải đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung. Nếu các cụm công nghiệp nào chưa có, thì trong thời gian 24 tháng phải đầu tư theo đúng quy định. Vậy nhưng, việc đầu tư này của các địa phương có cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cũng chỉ mới dừng lại ở kế hoạch, phương án. Các chuyên gia cho rằng tỉnh Quảng Ngãi cần quan tâm đầu tư hạ tầng thoát nước thải theo hướng đồng bộ, hiện đại, đủ năng lực tiếp nhận xử lý nước thải công nghiệp, các nhà máy, xí nghiệp. Đó là điều kiện cần và đủ để có thể khai thác tiềm năng, lợi thế của vùng kinh tế trọng điểm này. Xu thế hiện nay, việc tham gia sâu rộng hội nhập kinh tế thế giới đòi hỏi sản phẩm của doanh nghiệp phải thân thiện với môi trường. Nếu môi trường không đảm bảo thì doanh nghiệp sẽ không đầu tư vì sản phẩm làm ra sẽ không đủ điều kiện để tham gia thị trường quốc tế.